Thưa quý vị, những năm gần đây, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và châu Âu nói chung với Cộng hòa Séc nói riêng vẫn có những bước phát triển rất tích cực với những dự án lớn được triển khai trong năm nay. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19, hai năm qua, kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam với Cộng hòa Séc vẫn tăng trưởng ấn tượng, đạt mức 848 triệu đô la Mỹ trong năm 2022, Cùng với đó, ngày càng nhiều những dự án lớn của các doanh nghiệp Cộng hòa Séc đầu tư vào thị trường Việt Nam. Năm 2022, Cộng hòa Séc có tổng cộng 41 dự án được đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 92,4 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, vừa qua, thương hiệu ô tô lớn nhất Cộng hòa Séc là Skoda Auto đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Đây là thương hiệu ô tô lâu đời thứ 5 trên thế giới thuộc sở hữu của tập đoàn Volkswagen. Đối tác chính thức của Skoda tại Việt Nam là TC Moto, một đơn vị thành viên của tập đoàn Thành Công. Dự án nhận được sự quan tâm rất lớn của chính phủ hai nước Việt Nam Cộng hòa Séc và được xem là một biểu tượng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Với phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và là động lực, các cấp chính quyền thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều mô hình sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính và qua đó thu về nhiều kết quả tích cực. 10 giờ sáng, bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã có khá đông người đến làm thủ tục hành chính. Nhưng tại cửa số 3 nơi tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp hộ tịch, anh Nguyễn Anh Dũng chỉ phải chờ 15 phút là đã được đáp ứng nhu cầu. À giờ hôm nay tôi đến là để cải chính thông tin về của bố tôi, bố tôi là đã mất nên là cái việc tôi phải đi ra cải chính thông tin thay cho bố. Và cái việc mà ra đây làm hồ sơ thì rất là nhanh trung và các nhân viên ở đây thì các chị và các anh cũng hỗ trợ rất là nhiệt tình, chú đáo. Vào thứ tư hàng tuần, thủ tục hành chính cấp bản sao trích lục hộ tịch được tiếp nhận tại bộ phận một cửa, ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng trong thời gian từ 8 giờ đến 15 giờ sẽ được công chức giải quyết và trả kết quả ngay trong vòng tối đa 2 giờ làm việc, thay vì giải quyết trong 8 giờ làm việc theo quy định hiện hành tôi cũng chỉ là sắp xếp thời gian đảm bảo khoa học và phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn để thực hiện hiệu quả mô hình sáng kiến và đảm bảo trả giải quyết trả hồ sơ cho công dân theo đúng quy định. Bên cạnh triển khai ngày thứ tư tốc ký, tại bộ phận một cửa, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã đưa vào mô hình quét mã QR để công dân thực hiện các công việc nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán chi phí giải quyết thủ tục hành chính đóng góp ý kiến về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. đẩy mạnh cái tuyên truyền hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên các cái official cao Zalo thì từ đó để cho người dân có thể ở uh, 24/7 thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại nhà, không phải đến trụ sở ban dân các phường và quận chỉ số cải cách hành chính năm nay của hà nội cho thấy sự chuyển biến trong cải cách của khối quận huyện có sự tiến bộ rõ nét sau nhiều năm phương thức lãnh đạo quyết liệt sâu sát trong chỉ đạo điều hành của thành phố hà nội đã tạo động lực mạnh mẽ lan tỏa tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tới tận địa phương đơn vị Thưa quý vị, không ít người nước ngoài đã đến Việt Nam làm việc, sinh sống, sau đó đem lòng yêu giải đất hình chữ S này. Một trong số đó có thể kể đến ông Hona Tetsuji, là vị nhạc trưởng người Nhật Bản, đã và đang gắn bó dài lâu với giàn nhạc giao hưởng Việt Nam. vở công nữ Anio là một trong những hoạt động nghệ thuật nổi bật dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản. Nội dung dựa trên câu chuyện tình yêu có thật giữa công nương Ngọc Hoa từ Hội An và thương nhân Araki Sotaro đến từ Nagasaki cách đây khoảng 400 năm. Vở công diễn ba buổi ở nhà hát lớn nhân chuyến thăm Việt Nam của Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino và công nương Kiko do nhạc trưởng người Nhật Bản Hona Tetsuji làm tổng đạo diễn. Nhạc trưởng Hona Tetsuji tài hoa, hiện là người chỉ huy chính của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, đã dồn nhiều tâm huyết để dẫn dắt dàn nhạc giao hưởng Việt Nam ngày một đi lên về chất lượng chuyên môn và kinh nghiệm biểu diễn. Đặc biệt nhạc trưởng Hona Tetsuji đã cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đi lưu diễn khắp trên thế giới như Nhật Bản, Nga, Hoa Kỳ và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Năm nào chúng tôi cũng đi lưu diễn từ miền Bắc tới miền Nam một lần đi bằng tàu hỏa đến giờ ăn mọi người quây hành lý thành một cái bàn rồi cùng nhau ăn uống chứng kiến cảnh tượng đó tôi nghĩ mình thật hạnh phúc khi được đặt chân đến việt nam ở nhật bản châu âu hay mỹ một dàn nhạc dù có khả năng trình diễn tập thể tốt đến đâu thì cũng không thể có được sự gắn kết theo kiểu gia đình như vậy Nhạc trưởng Hona Tetsuji không nhắc đến thành tích của cá nhân mình, nhưng được biết ông đã được tặng huy chương vàng vì sự nghiệp văn hóa của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam. Khi được hỏi điều gì đã níu giữ ông ở lại Việt Nam, nhạc trưởng Hona Tetsuji cho rằng là ở Việt Nam, ông luôn có cảm giác như đang ở nhà. Quả thật là có nhiều điều tôi thấy tâm đắc khi ở Việt Nam. Đầu tiên là phong cảnh, Đến bất cứ đâu tôi đều cảm thấy dễ chịu. Qua từng địa phương, con người và cảnh vật có sự khác biệt rõ rệt nhưng luôn có điều gì đó rất đỗi thân thương, ấm áp. Năm tháng có qua đi thì thứ tình cảm ấy vẫn không hề thay đổi trong tôi. Người Việt Nam luôn mang trong mình một trái tim mến khách. 23 năm trôi qua, có thể có nhiều điều nhạc trưởng chưa làm được như chính mình mong muốn hoặc như các nghệ sĩ trong dàn nhạc mong muốn. Nhưng ông luôn tự nhủ sẽ làm hết sức mình gắn bó với dàn nhạc sâu hưởng ngân ấy năm chính là tình yêu âm nhạc vì tình bạn với các nghệ sĩ ở đây với sự trân trọng của khán giả Việt Nam. Chào mừng 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tổ chức tình nguyện viên đã lan tỏa tinh thần nhân ái sẻ chia, tình nguyện vì cộng đồng. Ngày 24 tháng 9, thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức Ngày hội thanh niên tình nguyện năm 2023. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như hỗ trợ 100 suất ăn miễn phí cho bệnh nhi và người nhà tại Bệnh viện Phụ sản Nhi, thành phố. Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu với gần 500 đơn vị máu, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 100 người khuyết tật trên địa bàn. Cũng tại ngày hội, Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã tuyên dương 14 câu lạc bộ đội, nhóm thanh niên có thành tích trong công tác tình nguyện năm 2023 và trao hỗ trợ 10 xuất quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn và 100 xuất quà là nhu yếu phẩm cho người khuyết tật khi đến khám chữa bệnh tại ngày hội. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 9, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, sau khi vụ cháy nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất bóng chơi gôn ở Đài Loan, khiến hơn 100 người thương vong, trong đó có 16 người lao động Việt Nam bị thương. Đơn vị này đã chỉ đạo các doanh nghiệp phải cử lao động phối hợp với cơ quan liên quan của Đài Loan kịp thời cứu chữa và đảm bảo lợi ích cho người lao động vụ cháy xảy ra tại nhà máy sản xuất bóng chơi gôn có hơn 500 lao động đang làm việc, trong đó có 106 lao động Việt Nam. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã yêu cầu Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với người sử dụng lao động, các cơ quan liên quan của Đài Loan và bệnh viện tích cực cứu chữa, bảo vệ sức khỏe của người lao động. Đề nghị phía Đài Loan chi trả chi phí chữa trị và có hình thức hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người lao động bị thương, bố trí việc làm cho người lao động sau vụ cháy nổ. Tính đến chiều ngày 23 tháng 9, cơ quan chức năng sở tại đã xác định có 6 người thiệt mạng, bao gồm 3 lính cứu hỏa và 3 nhân viên, 98 người bị thương, 5 người mất tích. Các lao động Việt Nam đều không nguy hiểm đến tính mạng. Trong số 16 lao động Việt Nam bị thương có 3 người bị thương nặng, 4 người bị thương mức trung bình, 9 người bị thương nhẹ, trong đó 3 người đã được xuất viện. Các cơ quan chức năng sở tại đã tiến hành phát tiền trợ cấp ban đầu cho người lao động bị thương trong vụ hỏa hoạn. Lao động bị thương nặng được trợ cấp 100.000 Đài tệ, tương đương khoảng 76 triệu đồng, lao động bị thương mức trung được trợ cấp 10.000 Đài tệ, tương đương khoảng 7,6 triệu đồng và lao động bị thương nhẹ được trợ cấp 5.000 Đài tệ, tương đương khoảng 3,8 triệu đồng. Trong thời gian tới, cục quản lý lao động ngoài nước sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và phía Đài Loan theo dõi sát tình hình, kịp thời xử lý các phát sinh, bảo đảm tối đa quyền lợi của người lao động làm việc tại nhà máy này. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng vừa đưa ra mức cảnh báo mưa to đối với các tỉnh thuộc Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Bộ. Đợt mưa có thể kéo dài từ ngày 25 tháng 9 đến hết ngày 27 tháng 9. Cơ quan khí tượng cho biết, dự báo từ ngày 25 đến 27 tháng 9, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Ở Bắc và Trung Trung Bộ, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm một đợt, có nơi trên 300 mm một đợt. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 100 đến 150 mm một đợt, có nơi trên 200 mm một đợt. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Mới đây tỉnh Hà Giang đã tổ chức khởi công nâng cấp mở rộng quốc lộ 2 và xây dựng cầu mới nối quốc lộ 2 với đường vành đai phía nam thành phố Hà Giang thuộc dự án phát triển các đô thị loại 2 tiểu dự án tại Hà Giang. Đây là dự án giao thông huyết mạch tại khu vực cửa ngõ ra vào thành phố Hà Giang, có vai trò mở rộng không gian phát triển đô thị kết nối với tuyến đường cao tốc Hà Giang Tuyên Quang. Dự án mở rộng với quy mô 4 làn xe, phần cầu kết nối quốc lộ 2 có chiều dài cầu 129m, chiều rộng 18m, tổng số vốn của dự án là hơn 150 tỷ đồng do Ngân hàng Phát triển châu Á ADB hỗ trợ. Việc nâng cấp cải tạo mở rộng quốc lộ 2 và xây dựng cầu mới đối với đường vành đai phía Nam sẽ là điểm nhấn đô thị mang lại diện mạo mới cho thành phố Hà Giang, đồng thời thúc đẩy các hoạt động thương mại vận tải, thông thương mua bán nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vừa qua, vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức phát động cuộc thi DigiChance Smart City, sáng kiến xây dựng thành phố thông minh năm 2023 với chủ đề ứng dụng chuyển đổi số trong thành phố thông minh. Dự kiến cuộc thi thu hút khoảng 100 đội thi, hơn 550 startup công nghệ và hơn 100 trường đại học cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành nội dung tập trung vào hoạt động huấn luyện và tư vấn chuyên sâu về các lĩnh vực công nghệ phục vụ cho hoạt động chuyển đổi số trong xây dựng thành phố thông minh nâng cao kỹ năng cơ bản trong hoạt động xây dựng và phát triển dự án trong chương trình lần này diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo iti đã được diễn ra nhằm hướng đến thúc đẩy tìm kiếm các dự án doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng để triển khai các hoạt động đầu tư phát triển phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động xoay quanh việc đầu tư khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp Cuộc thi chính thức tiếp nhận đăng ký từ các nhóm dự án, doanh nghiệp có giải pháp chuyển đổi số ứng dụng trong các lĩnh vực xây dựng thành phố thông minh, bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 đến 15 tháng 10 2023. Moscow có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong số các thành phố lớn ở nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Tỷ lệ này được tính theo các phương pháp do Tổ chức Lao động Quốc tế ILO sử dụng. Phó thị trưởng phụ trách chính sách kinh tế của Moscow, ông Vladimir Efimov cho biết, theo phương pháp tính của Tổ chức Lao động Quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp ở Moscow cuối năm ngoái đã giảm còn 2,2% so với mức 2,6% vào năm 2021. Ông Efimov lưu ý rằng thị trường lao động ở Moscow ổn định nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp và doanh nghiệp công nghệ cao, cũng như việc tạo ra các cơ sở sản xuất nhằm thay thế nhập khẩu. Tại thủ đô Nga, các công ty cũ đang mở rộng hoạt động, trong khi các công ty mới xuất hiện để thu hút người lao động. Điều này kích thích sự phát triển của các lĩnh vực liên quan của nền kinh tế, tạo ra sự cân bằng trên thị trường lao động và giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp. Theo báo cáo, xếp sau Moscow là Tokyo với tỷ lệ thất nghiệp 2,6% và Bắc Kinh là 3,1%. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin sẽ tới một trong các sân bay lớn của nước này vào ngày 25 tháng 9 để chào đón du khách quốc tế, đánh dấu ngày đầu tiên chính phủ nước này miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc và Kazakhstan. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin sẽ dẫn đầu một nhóm các bộ trưởng và lãnh đạo chính quyền tại buổi lễ chào mừng tại sân bay Suvarnabhumi do Tổng cục Du lịch Thái Lan tổ chức dành cho hành khách Trung Quốc trên chuyến bay Thái EAS số hiệu XJ761. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Thượng Hải và hạ cánh ở Bangkok lúc 10 giờ 15 phút sáng 25 tháng 9 giờ địa phương. Việc nhập cảnh dễ dàng hơn và lưu trú miễn thị thực 30 ngày đối với công dân Trung Quốc và Kazakhstan sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 và kết thúc ngày 29 tháng 2 năm 2024. Buổi lễ đón sẽ bao gồm các hoạt động chào mừng và biểu diễn văn hóa. Thưa quý vị, đường ống nước đã kéo sát đến tường rào nhưng người dân vẫn không tiếp cận được nước sạch và phải dùng nước giếng khoan. Đây là câu chuyện xảy ra ở thôn Đông Phương, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội. Và theo phản ánh được đăng tải trên báo thời nay, hàng vạn người dân ở 139 xã vùng nông thôn ngoại thành vẫn đang trong tình trạng khát nước sạch. Mục tiêu đặt ra hướng tới năm 2025, Hà Nội không còn thiếu nước sạch là rõ ràng. Tuy nhiên, có rất nhiều dự án chậm tiến độ, quy hoạch chưa đồng bộ và thiếu công khai minh bạch đang chờ những biện pháp cụ thể và thiết thực từ các ngành chức năng cùng với chính quyền địa phương. Và người dân thủ đô thì vẫn từng ngày mong chờ hết khát. Thưa quý vị, tính đến hết tháng 8 năm nay, thì Lào Cai đã giải ngân được hơn 3.083 trên 5.341 tỷ đồng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 57% cao nhất trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuy nhiên hiện tại Lào Cai cũng phải đối mặt với không ít khó khăn khi một số dự án còn một lượng vốn lớn chưa được giải ngân. Và theo bài viết được đăng tải trên báo Nhân dân, từ nay đến cuối năm Lào Cai tập trung nước rút bằng nhiều giải pháp quyết liệt để có thể giải ngân gần 2.300 tỷ đồng, có nghĩa là tương đương khoảng 800 tỷ đồng một tháng, bảo đảm hoàn thành giải ngân đầu tư công ở địa phương. Thưa quý vị, theo ghi nhận được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ, nhiều ngành sản xuất chủ lực đạt kim ngạch xuất khẩu từ hàng tỷ đến hàng uh, chục tỷ đô la Mỹ đã dần có những điểm sáng khi mà đơn hàng hồi phục sau thời gian dài giảm sâu và theo đại diện của một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tại các tỉnh phía Nam cho biết, nhờ có công nghệ bảo quản tốt đối với xoài, nhãn, thanh long hay là sầu riêng nên hiện sản lượng xuất khẩu của các loại quả này đi Úc, Hoa Kỳ thì đã tăng mạnh. Việt Nam đang đàm phán với Trung Quốc để có thể sớm cho chính ngạch xuất chính ngạch với ớt, dưa hấu, sầu riêng đông lạnh và nếu như mà thuận lợi thì xuất khẩu rau quả năm nay có thể đạt từ 5 đến 5,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó sầu riêng có thể đạt 2 tỷ đô la Mỹ, thậm chí là 2,5 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam khẳng định là nhu cầu về nhà ở của người lao động, sinh viên, công nhân, thậm chí là công chức viên chức tại các đô thị lớn là nhu cầu cấp thiết và chính đáng. Hiện nay 70% số công nhân làm việc trong các khu công nghiệp sống trong những khu nhà trọ người dân tự xây vì vậy nhiều ý kiến chuyên gia đề xuất xây thêm nhà ở xã hội trong khu công nghiệp có như vậy thì mới tạo được môi trường sống tốt cho công nhân từ đó phát triển được các khu công nghiệp theo định hướng môi trường an toàn và môi trường làm việc tốt hơn để yên tâm về cuộc sống ổn định lâu dài cùng với con tôm cây lúa nghề làm muối và giá trị hạt muối cũng là một thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp của bạc liêu tuy nhiên theo bài viết được đăng tải trên báo lao động thì lâu nay nghề làm muối người làm muối chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của địa phương vì vậy nhiều giải pháp nhằm phát huy giá trị hạt muối được các chuyên gia hàng đầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra như là đầu tư hệ thống kho lưu trữ muối di động hay là hoàn thành việc quy hoạch phát triển nghề muối, thành lập hiệp hội nghề muối của tỉnh và hình thành chuỗi logistic để phát triển nghề muối, đặc biệt là phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm nghề làm muối. Sau khi hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất đến cuối năm nay thì mới tiếp tục họp bàn phương án lương tối thiểu vùng của năm 2024. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề nghị chính phủ tạm thời năm nay chưa thực hiện nhiệm vụ về xây dựng lương tối thiểu vùng. Và chung quanh vấn đề này thì báo Tiền Phong đăng tải ý kiến của một số chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng cần phải cân nhắc khả năng phục hồi của doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đại diện lãnh đạo Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết về phía người lao động luôn mong được sớm tăng lương tối thiểu. Tuy nhiên phiên họp thứ nhất của Hội đồng Tiền lương Quốc gia ta đã thống nhất tới quý 4 năm nay mới họp xét lại và đưa ra phương án phù hợp để khuyến nghị chính phủ dù các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều biện pháp để ngăn sim giác, bộ thông tin và truyền thông cũng đã kiên quyết vào cuộc với mục tiêu làm sạch thông tin thuê bao nhằm hạn chế tình trạng tận dụng các sim giác để lừa đảo người tiêu dùng. thế nhưng theo ghi nhận được đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết, việc chuyển nhượng sim điện thoại vẫn hoạt động rất nhộn nhịp. do đó nhiều ý kiến cho rằng để chấm dứt cuộc gọi giác thì các cơ quan quản lý cần tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát, mạnh tay xử phạt các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về tin nhắn giác, thư điện tử giác, cuộc gọi giác theo nghị định 91 và đồng thời tiến hành xử phạt các vi phạm liên quan đến việc để lộ lọt dữ liệu người dùng theo quy định của nghị định 13